Rồi, hello, chào mừng các bạn với kênh của Nguyễn nha. Thì trước mắt mình hôm nay cũng là bạn Hậu luôn. Hello, chào em nha. Chào chị, chào mọi người ạ. Thì như các bạn đã thấy thì họ đang đứng bên một thiên đường xe AB luôn nha các bạn. Đây là AB 125, 150 cũng như 160 luôn. Thì những bạn đã biết thì hôm nay họ sẽ báo giá luôn nha, cho các bạn cùng tham khảo luôn. Đấy. Này. Thì việc đầu tiên thì họ xin nhắc lại để chỉ cửa hàng cho bạn nào chưa biết luôn nha. Xe máy An Thành Phát nằm ngay mặt tiền quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thế Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Các bạn có nhu cầu mua xe thì liên hệ trực tiếp với Hậu 0776333789 nha. Rồi. Thì bắt đầu hay cho mình cập nhật cái dòng AB 125 trước luôn ha. Dạ, dạ đúng rồi. Đây, trước mặt các bạn đây là một chiếc AB 125 màu đỏ luôn này. Này là bản tiêu chuẩn nha các bạn. Này đối cũng là mẫu mới luôn không em? Dạ đúng rồi, mẫu mới 2022 luôn nha các bạn. Đây. Có tem AB nó rất là lớn luôn để các bạn phân biệt luôn nha. Đấy. Này mẫu mới động cơ EFP cộng luôn nha các bạn. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Chỉ cần một nút ấn thì các bạn có thể dễ dàng khởi động xe rồi. Đối với dòng xe này thì Hậu đang để cho các bạn cái giá là 43 triệu đồng nha các bạn. 43 triệu, này là bản tiêu chuẩn nha. Đúng rồi, bản tiêu chuẩn 43 triệu, có màu đỏ với màu xanh nha các bạn. Đấy. 43 bản triệu đồng. 43 triệu. Còn bên đây là con này là một chiếc AB 125 bản giới hạn luôn bản nha các bạn. Bản giới hạn nha. Đấy, bản giới hạn này thì để cho các bạn cái giá là 49 triệu đồng nha. 49 triệu. 49 triệu đồng. Còn cái dòng AB này mình mua mình trả trước là bao nhiêu em? Dạ, nếu mà mua góp thì các bạn trả trước cho họ từ 4 đến 5 triệu là được rồi. 4 đến 5 triệu thôi. Có đầy đủ giấy tờ thì 4 đến 5 triệu là họ có thể lên hồ sơ góp cho các bạn được rồi. Đấy. Rồi. Còn bên này là một chiếc AB 160 này các bạn. 160 bản tiêu chuẩn này. Xanh đen ha. Đúng rồi, xanh đen bạc đấy. Đời mới luôn nha các bạn. Đấy, đời mới động cơ EFP cộng luôn. Đối với dòng xe này thì hôm nay Hậu để cho các bạn cái giá là 57 triệu đồng nha. 57 triệu. Đúng rồi, 57 triệu đồng đối với bản tiêu chuẩn. Còn đây là con AB 150, bản này là bản giới hạn này không mẹ? Dạ đúng rồi, 50 bản giới hạn này. 150 giá nó còn mắc hơn 160 ấy các bạn ơi. 61 triệu đồng nha. 61 triệu. 61 triệu bản giới hạn của AB 150. Bản này là bản giới hạn. Đấy, còn đây, bản giới hạn nha. Đúng rồi. Cái dòng AB này mình trả trước là bao nhiêu em? Nếu mà bản này thì các bạn trả trước cho họ từ 7 đến 8 triệu là được rồi. 7 đến 8 triệu thôi. Đúng rồi, 7 đến 8 triệu thôi. Rất là rẻ, rất là đơn giản luôn. Các bạn có đầy đủ AB này thì cốp cũng nó rất là to luôn ha. Dạ đúng, cốp rất là rộng luôn nha chị. Đời mới này, có cổng sạc USB cho các bạn luôn này. Tiện lợi luôn. Cũng như là đèn trợ sáng luôn nha. Cốp thì được chia làm hai ngăn luôn nha các bạn. Cốp chị hàng ngay ngay. Cốp cũng rất là to luôn nha. Đối với dòng xe này thì nếu mà các bạn đi ấy, các bạn không cần phải ấn nút đề nhá. Các bạn chỉ cần vặn một vặn xe, ấn một phát xong rồi vặn. Thế này là các bạn có thể dễ dàng khởi động xe rồi. Và đặc biệt thì thiết kế cái dòng AB này nó tiện lợi hơn ha. Tại vì cái bình xăng nó nằm ở trước luôn. Đúng rồi, bình xăng nằm ở trước rất là tiện lợi luôn. Như Hậu không biết các bạn thấy sao nhưng mà Hậu rất thích cái dòng xe nào mà bình xăng để ở trên này, hoặc là bên hông như kiểu trên Grande này là AB đấy, rất là tiện lợi cho bạn. Ngoài ra động cơ còn được cải tiến là EFP cộng nha các bạn. EFP cộng được cải tiến hơn một chút. Cái ống xả nó cũng được chất cao hơn một chút so với các phiên bản trước nha các bạn. Đấy, keo có bồ nó to hơn ha. Ống xả cao hơn một chút. Giá của em nó còn rẻ hơn AB 150 ấy. Rẻ hơn. Còn đây là bản nhà là bản giới hạn và cửa hàng của mình cũng có lên phục có không em? Đúng rồi, trên bộ lên phục RCB này. Đấy. Phục lên symbol luôn nha. Đấy. Nếu mà các bạn độ phụ kiện đấy thì cửa hàng sẽ hỗ trợ các bạn là 50% giá trị phụ kiện luôn nha. Ừ. Đấy, mua xe khi các bạn lên phụ kiện. Còn bên đây là bản này là bản 160. 160 bản đặc biệt nha các bạn. Màu xanh rất là đẹp luôn. Đúng rồi, màu xanh này cực kỳ đẹp và sang nha. Rất sang mà đẹp luôn. Bản này thì giá hiện tại hôm nay là bao nhiêu em? Bản này thì giá hiện tại của nó là 59 triệu đồng nha các bạn. 59 triệu. Đấy. Màu này rất là đẹp luôn. Màu xanh nha, xanh đặc biệt rất là đẹp luôn. Đấy, hai chiếc luôn. Cái này là 150 này các bạn, 150 bản đặc biệt này. Ồ, AB 150 và 160 hai chiếc gần cạnh nhau luôn nè. Hai chiếc gần nhau luôn. Chiếc đó là bao nhiêu em? 150 bản là đặc biệt là 59 triệu các bạn. 59. Dạ đúng rồi, 59 triệu. Còn đây là còn con AB 160 thì nó báo giá là 50 mấy, 57 không? Đúng rồi, 57 triệu đồng, bản tiêu chuẩn nha. Màu đen ha. Đấy. Còn bên đây là cửa hàng của mình cũng có sơn 3D luôn. Cái này là sơn 3D nha các bạn. Sơn trước này là xanh ha. Sơn 3D này. Nếu mà sơn 3D nữa mà tính thêm là bao nhiêu em? Dạ, nếu mà sơn 3D thì các bạn cộng cho Hậu 2 triệu thôi là được rồi. 2 triệu đồng. Đúng rồi. Mình có bảo hành gì bảo không? Bảo hành 3 năm về nước sơn cho các bạn luôn. Chống nổ này, bong chóc này. Đấy.
Mà cháy xước thì các bạn cửa hàng không bảo hành nhé các bạn. Cháy xước ạ. Còn đây là bản tiêu chuẩn này. Bản tiêu chuẩn 125 này, 43 triệu đồng. Đấy. Đời mới nhất luôn nha các bạn. Màu đỏ rất là đẹp luôn. Cửa hàng về rất là nhiều luôn. Rất là nhiều màu đỏ luôn này. Đây, bên đây cửa hàng của mình cũng có sơn màu trắng nữa này không em? Màu sáng trắng tem, tem giới hạn luôn nha các bạn. Đúng rồi, rất là đẹp luôn, màu trắng. Màu trắng rất là đẹp và sang. Sơn 3D thì có tính thêm là 2 triệu ha. Đúng rồi, 43 triệu đồng sơn 3D cộng 2 triệu là 45 triệu thôi. Quá là rẻ. Rồi bên đây là những màu đỏ. Trong là những MAB màu đỏ 125. Đấy đây, còn rất nhiều luôn nha các bạn. Cửa hàng xanh đen ha. Nhiều dưới kho luôn. Rất là nhiều luôn. Và đặc biệt cửa hàng của mình cũng có là phụ kiện đúng không em? Dạ đúng rồi. Nên rất là nhiều phụ kiện, rất là nhiều đầy đủ phụ kiện luôn nha. Đúng rồi, các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với Hậu nha, họ sẽ báo giá và cụ thể cho các bạn luôn. Mình sẽ quay một loạt những cái dòng MAB cho các bạn xem nha. Dạ đúng rồi, quay một vòng cho nếu các mà bạn các bạn xem. Có thắc mắc gì nữa cứ liên hệ với số điện thoại đang ở trong hình để gặp em Hậu tư vấn nha. 0776333789 nha. Đấy còn Hậu xin nói qua một chút về cái thủ tục trả góp ấy. Thủ tục trả góp thì các bạn chỉ cần đủ 18 tuổi trở lên, có chứng minh nhân dân kèm theo bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân kèm theo sổ hộ khẩu nha, là Hậu có thể dễ dàng hỗ trợ các bạn lên hồ sơ góp thì nha các bạn. Đấy. Rồi. Còn bạn các bạn ở xa đến mua xe mình có ưu đãi gì không em? Dạ, các bạn ở xa đến thì Hậu sẽ hỗ trợ các bạn tiền xăng xe từ 500 đến 1 triệu đồng. Có liên hệ trước với Hậu nha, hoặc là bảo có xem kênh Ngô Nguyễn là các bạn sẽ được hỗ trợ nha. Rồi, hết sức là thuận tiện luôn. Ngoài ra cửa hàng còn có hỗ trợ các bạn thu xe cũ đổi xe mới nha các bạn. Đúng không? Nếu mà có xe cũ thì các bạn cứ cầm theo cặp về xe đến họ sẽ định giá và đổi xe mới cho các bạn nha. Rồi. Dạ. Đây. Những dòng AB tại cửa hàng ha, rất là nhiều luôn. Đầy đủ luôn, đầy đủ màu sắc luôn. Ngoài ra sơn 3D thì cộng 2 triệu. Đấy. Ngoài ra thì cửa hàng của mình cũng có sơn theo cầu luôn không mẹ? Dạ đúng không, sơn theo yêu cầu luôn. Sơn theo kết bạn Zalo với Hậu, gửi mẫu qua cho Hậu sẽ lên màu theo yêu cầu cho các bạn luôn nha. Nếu sơn theo cầu có đồng giá là 2 triệu luôn ha. Dạ đúng không, đồng giá. Và không biết các bạn thắc mắc là không biết sơn 3D, không biết giấy tờ trên cà vẹt đồ có trùng không em? Dạ có, bên em sẽ hỗ trợ các bạn đổi màu cà vẹt luôn nha. Màu cà vẹt theo màu xe luôn nha các bạn. Các bạn cho các bạn yên tâm ha. Lo vấn đề đấy nha. Dạ. Rồi thì trước khi cái đồ thì nhà em Hảo nhắc lại địa chỉ cửa hàng của mình lần nữa ha. Dạ. Cửa hàng xe máy An Thành Phát nằm tại quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thế Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nằm ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ nha các bạn. Đấy. Nếu mà các bạn chưa biết địa chỉ cửa hàng ấy thì cứ kết bạn Zalo với Hậu 0776333789 nha. Họ sẽ gửi định vị đến tận cửa hàng cho các bạn luôn nha. Đấy. Thì Hậu cũng cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Ngô Nguyễn nói chung và kênh và cửa hàng xe máy An Thành Phát nói riêng nha. Xin cảm ơn mọi người. Rồi, giờ mình và bạn Hậu cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.